chào quý vị và các bạn. Sau đây là phần điểm báo online ngày 7 tháng 8. Thông tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên quan tới thông tin nóng đang được dư luận quan tâm hiện nay về đại gia ngân hàng ông Trầm B, mới đây báo Dân Việt đã đặt ra nghi vấn rằng liệu tài sản ông Trầm B có đủ khủng để trả nợ Sacombank. Theo đó, vào hồi giữa tháng 8 năm 2015, thời điểm ông Trầm B là phó chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, ông đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước toàn bộ số cổ phiếu mà ông và người có liên quan nắm giữ của Ngân hàng Phương Nam. Sacombank và số cổ phiếu Sacombank sau khi ngân hàng này hoàn tất sáp nhập Ngân hàng Phương Nam. Đại gia Trầm B đã cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Sacombank, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ không đủ, sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông. Báo Dân Trí đã đưa tin về việc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ choảng lái xe vì đi nhầm đường. Sau bữa ăn tối, anh L lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình về khách sạn. Do trời tối lại không quen đường nên anh L đi quá chỗ nghỉ khoảng 100m. Thấy vậy, ông Dũng xuống xe chửi bới, lao vào đấm đá anh L ngay giữa đường. Thông tin trên báo Dân Trí. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn về việc bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành dã man. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích trong vụ án bé trai hơn 1 tuổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng đa chấn thương. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tình trạng của bé trai lúc nhập viện bị bầm tím toàn thân, nhiều nhất là ở vùng mặt, vùng lưng, vùng chân, vùng bìu. Các vết thương chằng chịt được nhận định là mới gây ra, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam. Trong một diễn biến khác thì báo Dân Trí cho biết, sức khỏe bé 1 tuổi bị bạo hành chuyển biến xấu, sẵn sàng phẫu thuật. Từ đêm ngày 5 tháng 8 đến chiều ngày 6 tháng 8, sức khỏe cháu bé chuyển biến xấu, phải thở oxy, các bác sĩ sẵn sàng cho việc phẫu thuật. Nhu cầu nhà ở tại Hà Nội chưa bao giờ thấp, dân số đông cộng với sức ép đô thị nên việc đảm bảo chỗ ở cho dân cư luôn là vấn đề được quan tâm. Mới đây, Bộ Xây dựng vừa đồng ý với đề xuất của Hà Nội về việc chuyển đổi nhà ở sinh viên bỏ hoang tại Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai sang nhà ở xã hội. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo lắng, nếu không đảm bảo được hạ tầng, khu nhà ở này lại rơi vào tình trạng quá tải vì nhu cầu sinh viên khác với các hộ gia đình. Thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong sáng nay. Việc các hãng taxi để xảy ra tình trạng tài xế thu vượt mức số tiền phải trả cho quãng đường đã đi của hành khách được báo chí đưa tin rất nhiều lần. Và mới đây, lại thêm một trường hợp nữa đã được phóng viên báo VN Express chia sẻ. Taxi ở Đà Nẵng chặt chém 700.000 đồng quãng đường gần 6 km. Chiều ngày 6 tháng 8, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng cho biết đã làm việc với một hãng taxi trên địa bàn để xác minh thông tin nữ du khách Hàn Quốc phản ánh. Tài xế của hãng này chặt chém 700.000 đồng cho quãng đường gần 6 km, trong khi đồng hồ chỉ báo 50.000 đồng. Một ngày trước, du khách Hàn Quốc đã nhắn tin đến số điện thoại của Giám đốc Sở Giao thông Lê Văn Trung, phản ánh việc đêm ngày 4 tháng 8, chị đón taxi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về đường An Thượng 26, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tài xế đã thu của chị 700.000 đồng. Một thông tin tiếp theo về xã hội. Thị trường heo hơi hôm nay ngày 7 tháng 8, người chăn nuôi vẫn bị ép giá. Tuần qua, giá heo hơi tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg vào thời điểm giữa tuần, sau đó giảm, khiến người chăn nuôi từ vui mừng chuyển sang lo lắng. Thông tin trên Vietnambiz sáng nay. Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị là một thông tin về giải trí. MV nửa tỷ của Thiều Bảo Trang bị nhiều dislike vì fan Sơn Tùng. Một ngày sau khi ra mắt, MV Be With You của Thiều Bảo Trang nhận được 340 lượt like, thích trên YouTube, nhưng ngược lại có tới 1.147 lượt dislike, không thích. Thông thường, rất ít những MV bỗng dưng bị ghét đồng loạt như vậy. Ngay cả một sản phẩm từng dính nghi án đạo nhái như Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau của Sơn Tùng. Thông tin trên 2 sao. Chuyển sang những tin tức quốc tế. ASEAN, Trung Quốc thông qua dự thảo khung về COC, thông tin được đưa trên báo Thanh Niên. Theo đó, các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc ngày 6 tháng 8 chính thức thông qua dự thảo khung cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trong hội nghị tại thủ đô Manila của Philippines. Kết quả này sẽ khởi đầu cho tiến trình đàm phán thực chất về COC có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý, góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Nhật Bản kỷ niệm 72 năm thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima. Chính quyền thành phố Hiroshima, Nhật Bản hôm qua, ngày 6 tháng 8 đã tổ chức lễ tưởng niệm 72 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Tham dự buổi lễ, ngoài lãnh đạo phía Nhật Bản, còn có đại diện của Liên minh châu Âu, EU và khoảng 80 nước trên thế giới.
trong đó có các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp và Nga, VOV đưa tin. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần điểm báo online ngày 7 tháng 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.